tạo khoảng cách giữa các cá nhân, bảo vệ bản thân quý vị và người dân New York khỏi sự lây lan của virus corona. Quý vị hãy góp sức bằng cách ở nhà. Nếu quý vị đi ra ngoài, hãy nhớ giữ khoảng cách 6 feet, tức là 2 mét với người khác.